Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Gaming. Và bây giờ thì Duy Khả sẽ sau tiếp tục bốn cao thủ của bang hội thấp như nè. Đây là một trong những bang hội khá là khét tiếng của cụm mấy chủ Đại Gia Sơn này, trang chủ Công Thành Chiến Sư chấm con. Đây anh em cùng chúng xem qua. Anh thấp là một bang đại bang khá là mạnh ở cụm mấy chủ này. Đó, hôm nay anh cho mình được Lâm A và Dương Châu. Quá chất. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục xem thử sơ đồ của cao thủ cậu hai boss. Cậu hai boss này đây. Tình tiếng Anh thì mình đọc hơi ngáo tí là thông cảm như nè. Đây, đầu tiên chúng ta cùng xem nhẹ thử coi anh này có vẻ như là một cô lông đao. Đó là dự đoán thôi coi phải không. Thập đại cao thủ cô lông đao. Không biết phái gì. Rồi, chúng ta cùng nhìn qua vũ khí đã. Ồ, có vẻ là thiên nhẫn hay giáo đan này. Boss là thiên nhẫn hay giáo đan. Boss thiên nhẫn hay giáo đan. Rồi, chúng ta cùng xem sơ qua. Đang đi cho mình một set vũ khí hỏa và nón hỏa. Tỷ lệ thì có thể là theo như mình nghĩ thì thiên nhẫn là cao. Và trong này thì chưa bút trong phái này nọ nên không biết phái gì nữa. 4 cái bang. À đùng. À đùng. 4 cái bang luôn à. Ồ 4.000 cái bang luôn em ơi. À, cho anh em xem lại. Cái bang nha anh em. Nếu để kiểu này thì đây là cái bang rồng nha anh em. Cái bang rồng. Một con nón 15-30 nội lực. Và một cây vũ khí 40 sinh lực cao. Hiện tại có mình 8-75 chậm rồi. Một dây chuyền 15-11 hợp mộc. Ui dây chuyền khá là chắc. Ui 4.000 cái bang luôn nha. Được rồi cái bang này đây là nghĩ. Nếu mà cái bang này cái bang sẽ là cái bang rồng nè. Hai bóng hay rồng. Ok. Là cái bang rồng. Trời quá gắt. Ui what the hell. Cái áo vãi liền. Áo này hôm trước Khải có hỏi nè. Mà bảo hai máy kim nè. Mà chắc ông này mua rồi. 28-40 vãi lên rồi. Áo quá đẹp. Dây chuyền 15. Hiện tại đang có cho mình khăn lôi 26 cộng với 28, khăn lôi được 5x rồi. Khăn lôi được 54 rồi, quá đẹp. Bột tay nội lực cao, khăn động và sự lực 79. Nội lực 156, quá tuyệt vời. Một cái nhẫn 19-20, sự lực của lực. Một cái nhẫn ăn bàn 27, nội lực 149. Cái bàn này bận đồ khá là đẹp rồi nè. Bận đồ như thế này thì khăn băng lượng băng khá là cao. Một là lưng 20-40, đặng có cho mình 40 chón, 20 kháng hỏa. Ngọc bội, sinh lực, nội lực 8x và có cho mình kháng độc 19. Một cái giày 23-40, một set đồ khá là tuyệt vời nè mày. Set đồ này hơn cả chung nè. Hơn cả chung có vẻ là gọi là dạng vô xếp hạng của cái bang này dạng như set đồ dạng nô rồi nè. 25-40. Tính qua cái lượng hiệu ứng thì đặc này đang có cho mình 40 chúng độc 40 chón và có cho mình 75 chậm đó. Nếu mà đang thiếu cái nón 540 và phòng thủ nữa thì đẹp luôn. Cái server này tìm những cái nón mà phòng thủ 500 thì hơi hiếm nè. Với đầu mắt 30 như thế này thì cũng ok đó, có 70 chậm rồi. Nói chung khá là khá tuyệt vời. Kháng cả 15 anh em xem tổng quan lại sẽ đồ lại một lần nữa nha. Cái đồ này thì đẹp nhất thì anh em nhìn vào thì chắc chắn là cái món ăn ban này rồi. Món này thì với hiện thời điểm hiện tại thì nó cũng dao động khoảng 12 đến 15 kim nè. Thì cái nhẫn này khoảng 1 triệu. Đó, nhẫn này khoảng 1 triệu. Rồi, cái dây chuyền này thì khá là nhiều tiền luôn. Dây chuyền này Khải nghĩ chắc chắn sẽ hơn 30 kim đến 40 kim. Thì cái dây chuyền này nó sẽ neo dao động khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Đó, tầm 2 triệu rưỡi quay đầu. Rồi cái áo này thì bèo lắm cũng phải 20 kim nè, khoảng 1 triệu rưỡi. Không có 1 triệu rưỡi áo này. Đó. Có rẻ thì được cũng được 1 triệu nè. Nếu không có rẻ thì áo này cũng được 15 kim. Rồi, nói chung mà cái nón này thì vài kim. Bao tay này cũng vậy thôi. Nhẫn này cũng vậy thôi. Đó. Đai lưng thì có hơi có giá một chút luôn. Đai lưng này nhìn rất là đẹp. Đai lưng này thì quá đẹp luôn em ơi. Không gì phải chơi đai lưng này. 20-40. Đai lưng này khả nghĩ chắc cũng hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu hơn đấy. Rồi, đôi giày quá chắc luôn. Nói chung set đồ này quá đẹp em ơi. Set đồ này hiện tại đang có cho mình kỹ năng cũng có cộng 2. Một cái ngôi sao, một cái mặt trăng trên đầu và một cái nhất kỹ từ dáng xe ba. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cậu hai boss một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Duy Khải Gaming một like chia sẻ cho anh em ơi. Khải sẽ tiếp tục soi 4-3 anh cái bang bên dưới nữa cho anh em xem nhé.